Chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp thành viên. Đây là đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay với khoảng gần 40 tập đoàn công ty lớn do ông Alexander Friedman, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, nhân đạo. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, đối tác, tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh các công ty của Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đồng thời đề nghị các công ty của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, khắc phục hậu quả chiến tranh và đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, góp phần đẩy mạnh quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thay mặt Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, ông Alexander Feynman khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực, đồng thời coi Việt Nam là đối tác và thị trường tiềm năng. Ông cũng đánh giá tích cực các biện pháp kinh tế vĩ mô mà Việt Nam đang thực hiện, đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài và tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, nhất là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và đối phó với các vấn đề toàn cầu.